sao đó, làm ăn hết. Tính đầu giờ chiều mình quay về Vĩnh Long thăm một bạn bên đó. Nên bây giờ mình sẽ vô vườn để mình có dặn ít quýt hồng đem về làm quà cho nhà. Giờ để em xuống trước em lấy dặn lên đây nè. Cơm bên nhà anh Nghĩa là em với anh Nghĩa là mặn bên đây nè. À, phụ ở bên anh Hoàng. Tắm này bình thường còn uống. À, nước này vẫn lóng phèn uống được. Lóng phèn là uống. Về là rồi cái về đây nghỉ ngơi ngủ rồi cái sao mà không dẫn anh vợ đi về mà dẫn ông bạn không quen biết gì hết. À, tại đâu có thời gian nhiều đâu. À, thời gian là của anh á, với em thì đi được. Còn như rủ anh đi mà nói bận hay là mệt gì anh nghỉ ngơi đó. À, thì mình cũng sợ phiền anh. Dạ. Thì quay cái clip thực sự anh cũng muốn, tại sao anh đi là anh cũng muốn mình dùng cái hình ảnh để mình chia sẻ hết. Để kêu gọi hay ai có quê hay ai có nhớ quê thì đến ngày dịp Tết, dịp lễ rồi tranh thủ chút thời gian về thăm quê. Ở Bắc á. Bắc thì sau này về đây thì Sài Gòn lập nghiệp lúc nào chiến tranh đó. À. Anh nói thôi chứ em thì em nghe lại em nói. Ừ. Ông Hoàng lấy quýt rồi. Nhậu chứ. Mà dưỡng sức hả? À, 27 Tết thì có hình. Dạ 27 Tết nè nha. Quýt vừa hái trong vườn luôn nữa bạn. Rồi rồi trời trơn luôn à. Mấy anh nào mà chưa có vợ thì cho số điện thoại em đi. Em để trên đó để mấy chị nào thích mấy anh mà hái quýt thì liên hệ. Nha, anh Hoàng đang thu hoạch quýt. Để ở nhà rồi. Hôm nay thu hoạch bao nhiêu tấn anh? À, tấn ngoài. Một sọt vậy là khoảng bao nhiêu ký anh? Các bạn, Vinh Hoàng chia sẻ thì một cái giỏ này khoảng ba mấy bốn chục ký. Hôm nay anh thu hoạch là một tấn ngoài, khoảng 30 giỏ như thế này. Ghe là cái phương tiện di chuyển trong vườn, mà cũng như di chuyển để chở quýt từ vườn ra ngoài nhà đóng thùng để đi xe tải các bạn. Hôm nay ngày cuối rồi, nhìn ngắm lại cái khu vườn tuyệt vời của anh Hoàng. Anh Hoàng với anh hai nữa bạn, hai khu vườn. Mấy anh em trong nhà con nhà chú người bác gì đó, với nhau. Nhà Tý cũng trồng, nhà Tý trồng cam. Rất may mắn tỉnh bạn, tại nếu bạn xuống đây thì qua bên Long Hồ thì có những cái chỗ mà người ta cho vô vườn nhưng mà phải đóng phí là 50 ngàn. Thì nghĩ quýt số lượng sẽ không bằng như thế này, tại cho khách vô tham quan thường xuyên mà, rồi hái rồi bẻ nữa. Cậu này là ở đây là có của bà con mình đang mùa thu hoạch luôn, rộ trái nhìn rất khủng khiếp ha. Như mấy bạn thấy nè, quýt từ có trái từ phía dưới luôn, gần cận dưới đất nè, gần gần nè, họ trai hái được nè, đến nhìn ngợp lên trên phía trên nè, tới ngọn luôn kìa, thấy chưa, quá chừng quả đất chưa.
Mấy bạn đang coi mấy anh đang hái quýt rồi đẩy ra nè. Cái chỗ này là điểm lý tưởng đi xem. À, một cái giỏ như nãy mình nói ha, khoảng ba mấy 40 kg thì khoảng bảy mấy 80 kg một cái giỏ như nào. Ai dẫn đầu? Đi tù. Buổi trưa mà vô đây chỉ cần có cái võng hay cái tấm trải gì bạn, trải ở đây là nằm ngủ là hết sảy luôn các bạn. Vừa ngắm trái cây nè, vừa nghe chim hót. Nghe mình nói chim nó nghỉ hót luôn. Đi tới đâu cũng có sự quyến luyến bạn, vừa con người vừa cảnh vật. Thì cũng nhiều bạn hỏi mình là sao thấy anh Quy đi hoài à? Đi nhiều chỗ quá vậy. Bộ chỗ nào cũng có người quen hả? Thì mình cũng xin trả lời luôn á là trước khi đi mình không quen ai hết á, nhưng mà đi về thì ai cũng quen hết, ai cũng thành người quen hết. Tí sẽ chỉ mình cái quýt đường. Cái này. À. Cái này là cái quýt đường nè. À. Cái quýt đường cho quýt hồng á. Trái này là trái quýt đường chứ không phải trái quýt hồng. À. À mấy bạn thấy có hai cái sự khác biệt giữa trái quýt đường nè. À. Trái này và cái trái quýt hồng. Là cái cây à, cái một cái cây nó ra hai cái loại trái. Cây khác. Cái cây khác. Quýt đường là bẻ trước hết rồi. À, giờ nó sót lại ha. Sót lại. Anh hái được trái này không? Được. Ừ, anh cái. Ai da. Được hái trái quýt nè bạn, đó vô vườn là mê lại nhất là được hái trái thôi mà ha. Quýt thì ngọt ba ngọt. Ừ. Trời thơm quá. Đúng rồi. Quýt được. Quýt được. 8-9 tháng rồi. Vô vườn là được hưởng không khí trong lành, nghe chim hót, phía xa mấy con gà tục nữa kìa. À, được ăn trái cây nữa bạn. Cái cây chín từ trên cây hái xuống. Tuyệt vời ha. Thì mình thấy ở đây là quýt rất là nhiều nước các bạn. Nước nhiều nước mà không có bị sượng nha các bạn. Quýt ngày hôm qua quýt hồng cũng vậy, hôm nay trái quýt đường cũng vậy. À, các bạn thấy ngon, để mình ăn thử nữa. Đúng là bao ngọt. Nãy mình với Tí ăn đám giỗ ở nhà anh Nghĩa nên không có được xem mấy anh hái quýt. Anh hái xong rồi giờ chỉ chuyển ra thôi. Đi của mình hả? Mình ở hả? Không đem đi vợ theo hả? Quay ở nhà nó nhiều khi em Út lâu có thấy. Dạ. Vô cái quán kính rồi, phòng kính rồi đó. Quay bất tử chết à. Anh đi quán. Mấy đứa nhỏ mà mình mà thấy cái cây gì nó cũng khoái nè các bạn. Ngồi tại chỗ luôn nè. Như cỡ na vô đây là hái ăn thoải mái nè. Nami tụi con nè đó. Tụi con lại đây nè, cái cây này nè. Quang đừng có quay quần anh cục nó giấu lại. Thôi vậy là biết dạy rồi. Dạy rồi. Anh tên gì anh? Tên Đáng. Anh Đáng. Ở đây có anh Đáng nè bạn. Mình hỏi tên để mấy bạn biết tên anh luôn. Mấy bạn nào thích anh nào thì nhắn với Quy nha, Quy xin số điện thoại cho. Chưa đó.
còn anh tên gì anh? Anh Chiều. Anh Chiều. À, ừ. Anh Đáng với Chiều. Ừ. Ông biết là chết thằng này cho Đáng, cho nàng bốc láng mà lan. Thì thấy mấy anh dù cái công việc rất vất vả nhưng mà mấy anh vẫn vui tính hả bạn ha. Ừ. Đây ông Đáng. Đáng ơi. Anh ơi, có anh tên gì luôn anh ơi? À, tên Tùng. Anh Tùng. À. Anh Đáng, anh Chiều, anh Tùng. Còn anh Chiều sau này là anh chủ vườn, anh Hoàng các bạn. Mình lên đây mình quay cái cảnh cho mấy bạn coi ha. Đây tuyệt vời. Để mình ngưng máy mình lại phụ. Anh Hoàng đang tống thùng cho mình mấy thùng quýt mua về làm quà nữa. À, năm hết Tết đến hả bạn? Mấy bạn hôm nay chưng nhiều quýt đi, chưng nhiều quýt hồng ủng hộ bà con mình. Mấy bạn mà muốn thăm vô ăn vườn quýt mà nhộn nhịp nhất là vào ngày 26, 27, 28 Tết, rất là nhộn nhịp nha các bạn. Tết anh vô đấy coi người ta như lắm luôn. À, bây giờ mình sẽ xin số điện thoại anh Hoàng ha. Mấy bạn nào muốn mua sỉ quýt ha, quýt lại dùng chính hiệu ha, vô vườn ấy như thế này thì các bạn liên hệ ha. Dạ anh Hoàng cho em số. 01647 322 101. Dạ em cảm ơn Hoàng. Em nhá máy vô xuống anh tên Quy anh Hoàng. Có gì các bạn cần thì liên hệ trực tiếp anh Hoàng nha các bạn. Quýt Lai Vung thì nổi tiếng rồi, vừa đẹp mà vừa ngọt nữa. Cái xe quýt này giờ mình sẽ chuyển lên đâu hả anh Hoàng? À, mình đi Rạch Giá. À đi Rạch Giá hả? À, mình có phải theo xe không hay là lên đó theo. Có à. Mình theo xe lên chở chở mình gửi lên giữa. À gửi lên giữa. Giá bán ra cho dạ. Ừ. Xe hơn tấn quýt này sẽ lên Rạch Giá các bạn. Anh Hoàng sẽ cứ gửi vô vựa và chuyển cho các bạn hàng ở trên đó. Là đi Phú Quốc.
À, ra Phú Quốc ha. À, cái này mấy chuyến hàng đầu tiên này sẽ đi chuyển ra Phú Quốc cho vài cho cái bà con mua Tết rồi đảo xa trước ha. Dạ. Đi xa nên đóng trước ha. Rồi, mấy bạn ngoài Phú Quốc ha, mấy bạn nào có ở ngoài Phú Quốc thì mua quýt Lai Vung ủng hộ bà con mình trong đây nha. Tổng cộng có 3 hàng, mỗi 3 rổ thì vậy bạn, 36 vỏ quýt. 1 tấn mấy để chuyển ra Phú Quốc trước. Nè, dưa gang cũng ở nhà trồng nha bạn, trồng vài dây mà quá chừng trái luôn. Này để biếu tặng bà con xung quanh. Đứng chút xíu bác về rồi nè, hát cho bà nghe nè. Quay đi, quay đi. Cái sáp ong cho về mình để mình bỏ trứng kiến mình câu các bạn. Mình bỏ trứng kiến dính lại á. À, bye bye con nha, bye bye hai bé nha. Chào con. Rồi anh chào làm việc nha. Dạ dạ con nhất định hơn ghé. Rồi tạm biệt mấy người bạn ở Đồng Tháp. Có hai bạn mới nè. Dạ dạ rồi rồi. Hai đang quay cái anh Ngọc. Rồi cảm ơn anh em, quay hai anh em luôn, hai anh em. Thôi đi quay lời lời gặp anh em lại. Rồi em cảm ơn nha. Ơn sao. Có vô cái mặt gì mình thấy. Có trời nhiều khách á. Dạ dạ. Vậy mà nếu mà bạn có dịp xuống á dạ. Thì dạ, dựng nhốt có rất nhiều món nhân giả bạn, dự còn hẹn xuống thì chắc chắn sẽ xuống, xuống à, để làm lại. Thật nhiều like con. Nhiều hết là. Dạ. Rồi, chào mấy anh mấy chú. Thôi mình kết thúc clip này ở đây luôn. Mình ra mình kiếm anh em Lai Vung mình ghé mình mua ít rồi mình về đánh. Rồi anh về đây. À, đúng rồi thôi nghỉ ngơi. Được quảng cáo nem Hoàng Khánh này rất là ngon, mình ghé rồi mua hết. Không có cơ hội để quay cho bạn cách làm nem nha. Cũng giờ mua về ít thôi. Để chỉ kìa. À, có chị rất là dễ thương, chị cũng giới thiệu cho mình biết. Cái này là nem nha. Nem em. À, nem này khác cái gói này sao chị? Nó cũng vậy luôn hay sao? Cũng vậy nhưng mà cái này gọn để vô hộp với lại bảo quản được lâu hơn. Dạ rồi. Trong gói thì để được 5 ngày mà trong hộp được 7-8 ngày hoặc là để tủ lạnh thì được bảo quản được lâu hơn. Dạ rồi. Vậy cho mỗi hộp nhiêu tiền? Một loại thì 20, loại 30. Dạ, lấy em loại ngon đi. Nó có mấy loại? Nó ở đây nhiều loại lắm mà đặc trưng là 20-30 dễ bán hơn. Dạ rồi. 20 thì có da mà 30 là ít da. À, cái mà có da thì nó ngon hơn, có bì ngon hơn. Rồi, cho em mấy cái loại. Mỗi loại 3 hộp đi. Đây mình hỏi một bạn bên cây xăng và bạn nói thì cái hiệu nem này thì rất là ngon, mình cũng chưa thử nhưng mà mình hy vọng thử. Dạ được thử luôn hả chị? À, cảm ơn chị nhiều. À, vừa tới mà chưa mua. À 30 loại 20, 30 loại 30 lấy 100 không à, à có cái nem gói luôn đi chị, giá nhỏ nhưng 2 kg nem. Rất là ngon bạc. Hả? Rất là ngon. Thì mình xin kết thúc clip này ở đây nha bạn. À, tới Lai Vung thì mấy bạn mình nói là nếu mà không ghé không ăn nem Lai Vung thì cũng mất nửa cuộc đời. Hôm nay mình được ăn nem Lai Vung rồi. À, các bạn nào có rảnh ghé về Lai Vung Đồng Tháp, à, ghé thăm vườn quýt hồng thì cũng nên mua ít nem Lai Vung về làm quà nha bạn. Xin cảm ơn các bạn.